theo dõi chương trình Chuyện gì hot trên kênh MC Khánh Linh USA. Thưa quý vị, thì ngày hôm qua là ngày lễ Memorial Day và cũng có thể nói đây là kỳ nghỉ đầu tiên mà sau khi nước Mỹ được mở cửa trở lại và tất cả mọi người dân Mỹ cứ ùa ùa ra, nào là biển nè, nào là hồ nè, cũng như là những cái khu vui chơi giải trí. Thì sau đây xin mời quý vị cùng xem qua người Mỹ đã hưởng thụ sau những cái kỳ mà cách ly như thế nào nhé. Người Mỹ tụ tập vui chơi giữa nạn COVID-19. Người Mỹ không đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách khi đổ ra các bãi biển, công viên trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau khi phong tỏa. Người Mỹ cuối tuần qua tận hưởng kỳ nghỉ dài do lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong, một ngày nghỉ lễ liên bang rơi vào ngày 25 Tây tháng 5, thứ Hai. Đây là kỳ nghỉ lớn đầu tiên của người Mỹ kể từ khi các bang của các nước này áp lệnh phong tỏa nhằm kiềm chế COVID-19. Trong ảnh quý vị thấy đây, Tổng thống Donald Trump đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang quốc gia Arlington, tiểu bang Virginia và dự lễ tưởng niệm tại thành phố Baltimore. Các khách mời mang theo di ảnh người thân là binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh, đeo tấm chắn face shield, ngồi chờ Tổng thống Trump tại buổi lễ ở Baltimore. Là một quốc gia, chúng tôi xin tưởng nhớ cùng mọi gia đình đã mất người thân, trong đó có các gia đình, các cựu binh tuyệt vời của chúng tôi. Tổng thống Trump đã phát biểu, cùng nhau chúng ta sẽ đánh bại nCoV và nước Mỹ sẽ từ cuộc khủng hoảng này vươn lên những tầm cao mới. Kim Zuckerler, thứ ba từ phải sang, có cha là cựu binh chiến tranh Triều Tiên vừa qua đời vì COVID, cùng mọi người đeo khẩu trang dự tại lễ tưởng niệm ở nghĩa trang Glenwood ở bang Massachusetts hôm 25 Tây tháng 5. Tuy nhiên, tại nhiều địa điểm vui chơi, người Mỹ dường như quên mất sự nguy hiểm của nạn dịch này. Đám đông chen kín các bãi biển từ Florida, Maryland, Georgia đến Virginia, Indiana để tận hưởng kỳ nghỉ lễ trong thời tiết nắng ấm này. Nhiều người không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách, dù giới chức nhấn mạnh rằng cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới. Trong ảnh thì mọi người vui chơi tại khu giải trí Sunrise gần thành phố Rancho Cordova của bang California. Nhiều người kéo tới khu đua xe Ace Speedway của Elon, North Carolina hôm 23 tháng 5, nhưng hầu như không ai đeo khẩu trang. Jason Turner, chủ trường đua cho biết 2.500 người hâm mộ đã tới đây, tương đương một nửa công suất và các nhân viên được khuyến khích nhưng không bắt buộc duy trì giãn cách xã hội. Mọi người có quyền lựa chọn đi đâu và làm gì, ông nói. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với việc mắc kẹt trong nhà, tôi không sợ bệnh dịch tí nào, khán giả Becky Woosley đồng quan điểm. Trong ảnh thì đám đông tại thành phố Ocean, bang Maryland hôm 23 tây tháng 5, một người đeo khẩu trang và đội mũ đồng phục có khẩu hiệu làm nước Mỹ vĩ đại trở lại khi tham gia biểu tình đòi tái mở cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh ở bãi biển Point Pleasant, bang New Jersey hôm 25 tây tháng 5. Công viên nước Iceland H2O ở Kissimmee, bang Florida hôm 23 tây tháng 5 trưng bản yêu cầu du khách không che mặt tại các điểm tham quan hay trong khi đang bơi. Công viên đánh giá cao việc đeo khẩu trang ở những khu vực khác, nhưng nhấn mạnh điều này không bắt buộc. Du khách chơi trò chơi mạo hiểm tại công viên Lagoon, thành phố Farmington, bang Utah. Còn đây là khung cảnh đông đúc tại bãi biển Huntington của bang California của cuối tuần vừa qua. Tại bãi biển thành phố Daytona, bang Florida, thì người dân thậm chí chạm khuỷu tay vào nhau khi tập trung trên một con đường chính. Thị trưởng Derek Henry cho hay không có đủ nhân viên hành pháp để đảm bảo giãn cách xã hội với lượng người lớn như thế này. Ông cũng không thể áp dụng quy định đeo khẩu trang vì lượng người không che mặt rất cao. Bản chỉ dẫn lối đi trên bãi biển ở Montauk, bang New York hôm 24 tháng 5 để giúp du khách giữ khoảng cách. Các bãi biển ở một số khu vực có ít ca nhiễm của bang New York đã được mở cửa trở lại. Những người tắm nắng ở công viên Dolores, thành phố San Francisco, ngồi theo nhóm trong các vòng tròn vạch sẵn để giữ khoảng cách. Tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ đã nới lỏng phong tỏa các cấp độ khác nhau. Tổng thống Donald Trump cũng đã ban hành lệnh cho phép tụ tập tối đa 10 người ở bất kỳ bang nào, miễn họ duy trì hướng dẫn cách biệt cộng đồng. Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo nCoV vẫn chưa được kiểm soát và số ca nhiễm mới đang có xu hướng tăng lên ở 18 tiểu bang của Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới. Hiện ghi nhận hơn 1.7 triệu ca nhiễm và trong đó có gần 100.000 người chết. Thưa quý vị, qua những hình ảnh này quý vị thấy như thế nào ạ? Chúng ta đang cố gắng ở nhà để
làm cái sự gia tăng nó giảm đi. Nhưng còn đối với những người Mỹ thì người ta còn quá thoải mái trong việc mà đi ra ngoài chơi, hưởng thụ. Thì trong tri thức của người Mỹ là người ta nói là số chết thì nó sẽ chết, và cái chết cũng chẳng có gì là gọi là buồn bã cả. Cho nên thực sự có rất là nhiều người Mỹ đã chết vì bệnh này rồi. Chúng ta ai làm gì, ai ai quyết định như thế nào thì cố gắng chúng ta phải giữ cái khoảng cách xã hội cũng như là suy nghĩ cho gia đình chúng ta, cố gắng hạn chế đi ra ngoài những nơi đông người vì chúng ta không biết được là nó sẽ lây lan qua chúng ta bằng con đường nào. À, có thể là đi ra ngoài chơi cho các em chơi playground thì cái những cái playground đó nó cũng nhiễm những cái con COVID trên cái bề mặt, vì mọi người nên nhớ nhé, những cái bề mặt là nhựa nè, plastic nè, mũ nè, hay là những cái bề mặt như là những cái stainless steel là inox nè, sắt nè, thì cái con COVID đó nó sẽ nằm ở trên đó trong vòng 4 ngày lận nha. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hy vọng rằng quý vị đã có một kỳ nghỉ cùng với gia đình của chúng ta tại nhà hay là ở nơi nào đó mà chúng ta cảm thấy an toàn cho bản thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.